Hello anh em nhá, hiện tại đang chế quả ăn chen Thái các bạn này. Dâu của em ngoài con này nó dài tầm 1,5 m anh em ạ. Dâu Thái xịn 100% luôn ạ. À, nhãn của bên Thái về. Hôm nay đang lên sóng lắp cho em trai các bạn nhá, lắp một cái K50. Con này nói chung là nhiều kiểu chế anh em ạ. Dây này thì anh em thường thường cắt vứt đi thôi. Các bạn không dùng cái dây này làm gì các bạn ạ? Cắt đi vứt đi. Đấy, sau đó anh em ra bắt vào xong chung xiết ở dưới cho chặt đi xuống. Cầm cái lên xiết qua ở dưới. Đấy. Nó chặt luôn, nó có hám rồi. Đấy, chặt luôn. Không, chung phải xảy ra trong. Em xảy ra trong, không hãng các bạn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây là mình đang nắm chặt nó đây. Đấy, xảy đấy vào chung ạ. Xong cho 1-2 lúc này nó lên trên là nó chặt cứng đơ luôn. Rồi. Đấy. Đây các bạn này. Dâu nhảy này. Đấy, dâu Thái xịn luôn này. Đấy, rồi mình có khoan đây các bạn nhá. Khoan chế đinh rút này. Ơ, chung bắn mồi đi chung cho nó trượt không? Bắt vào đây các bạn. Đang chế quả dâu ăn ten Thái các bạn nhá. Đắp vào kia K250. Đấy, ok cho anh em quá chắc luôn. Đấy, nghe thấy không? Rất là led luôn các bạn thấy không? Đây là quả dâu ăn ten Thái ve vẩy anh em nhá. Quả này nó sẽ ve vẩy như này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ve vẩy. Đấy, rất là đẹp luôn. Con này thì không biết qua camera các bạn có nhìn rõ không, nhưng mà bên ngoài nó ve vẩy như dâu không anh em nhá. Đấy các bạn ạ. Bắt thì có nhiều kiểu bắt lắm. Con này Thái xịn 100% anh em nhá. Đấy. Chiều qua có anh trai. Đấy các bạn thấy không? Đây xe của em trai đây, một trong những khách hàng quen anh em nhé. Khách hàng chân quen luôn. Đây đang bắt cái dâu nhảy em xe anh em ạ. À. Có thể đập cong nhá, đập cong hoặc là đập thẳng thì đấy là tùy anh em thôi. Và anh em bắt được vào vị trí anh em muốn, mới đầu thì nó sẽ thẳng. Nên anh em đập cong, đập thẳng, đập chéo nói chung là tùy các bạn. Cái này đập rất là dễ. Anh em chỉ cần cầm búa và đập phát là được ngay. Đây thì cái này thì bạn cắt đi các bạn nhá. Dây này thì thật ra bên Thái là người ta sẽ cắm vào đầu, nhưng mà về Việt Nam mình em bắt đẹp thì em cũng bỏ đi cho mình. Đấy thì đây mình đang khoan cái đinh rút này các bạn này. Để bắt cái con tốc vào này. Đấy, đây là mình cấy gen nha anh em nhá. Mình cấy gen để mình bắt một cái thôi, còn mình không cấy được ba cái thì ba cái lỗ nó díu quá, mình cấy được một cái thôi. Cấy ba cái thì nó bị díu, nó lát cái xương. Đấy, chung là con tốc lục giác ấy chung ạ. Đấy, đây là mình cấy gen này các bạn này. Đây các bạn nhá, cấy con gen đây này. Cấy gen mình bắt được một con thôi, còn nếu mà mình bắn ba con này ấy các bạn nhá. Cái lỗ này. Nếu mà mình bắn ba cái lỗ này vào đây mà đều cấy gen thì nó sẽ lát, vì cái diện tích nó bé quá, không đủ để bắn. Thế mình bắn một con thôi. Mình bắn một con thôi các bạn nhá, bắn một con thôi. Đấy. Đấy. Không chế đây mà nó thấy là nó gì quá, em bắn đây là nó lát hết. Thấy không? Tôi bắn gen này. Sự đi một thời gian nó lát ra. Không, một con này chết rồi. Kéo cả thoải mái luôn, cần này nhẹ mà. Không chạy được. Một con là chết luôn rồi. Đấy các bạn nhá, đây. Bắn một con vào đây. Bên trong mình có đôi keo rồi, mình vẫn tỉ thêm hai con ít này cho chết. Cái này bắt anh em bắt một đôi nhìn nó cân nhìn nó đẹp, chứ bắt một cái nhìn nó hơi tiêu. Đây các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Hăng đen Thái. Đấy, nó sẽ ve vẩy nhìn đôi nó dâu đẹp quá là nhìn đẹp chuẩn chỉ. Cái này thì về có đợt thôi các bạn nha, nhiều khi anh em muốn mua không có đâu vì về có đợt thôi. Anh em có cái này rất là đẹp luôn. Ve vẩy, các bạn thấy không? Đây, xe của em trai thì ốp full hết đồ chơi nhà mình các bạn nhá. Đấy, có gì anh em cần chơi đồ chơi cái gì các bạn ủng hộ mình. Cái này thì cái dâu này thì các bạn cắt đi này.
các bạn cầm kéo bạn cắt đi cho mình này, còn anh em giữ lại được cắt đi, nói chung là anh em cắt đi thôi thì anh em cũng có cắm bắt đầu đâu. Bạn cầm kéo bạn cắt cụ đấy cho đẹp này. Đấy, xong. Đấy, tôi xong anh em nhé. Ơ, mấy con đốc không nói chung, cần hai con thôi, cái con đốc mà gương ấy chung, đúng rồi. Biết từ đây, biết từ đây, lọ biết mà. Có một lọ biết luôn. Thì nó sẽ như này, các bạn tháo cho mình cái này ra. Các bạn tháo cho mình cái này ra này. Đấy, sau đó các bạn bắt vào cho mình. Đấy. Rất đơn giản luôn đúng không em? Đấy, các bạn sẽ chặt cho mình. Ôi, chúng ta phải lấy trên đúng không em? Chúng ta phải lấy trên. Trên hay dưới? Chúng ta phải lấy trên nhé. Lấy trên. Trên cái mặt này, cái ông này nó nghiêng phù để nó hám lại cái chân các bạn ạ, không thôi chân nó quay. Đấy, sau đó các bạn sẽ cho bạn như này. Xe cái dâu này thì lắp được tất cả các đời xe anh em nhé, anh em trang trí thích lắp rồi thì lắp. Dâu này thì nó bằng inox, thân của nó thì bằng nhựa. Đây các bạn thấy không? Đây đi các bạn thấy không cho mình. Đây các bạn nó sẽ như này. Như này các bạn. Lâu này thì nó dài hơn mét đấy các bạn, tầm mét rưỡi. Đấy, sau đó thì mình sẽ bắn vào đây. Mình bắn vào đây. Đấy, bắn vào đây. Còn nếu anh em nào kỳ công thì các bạn có thể đề sơn cái này bằng màu xanh cũng được. Hoặc là các bạn có thể làm như nào cho điệu hơn. Còn thật ra thì cái này nó là đồ chế thì anh em có thể mỗi người một cái mắt thẩm mỹ khác nhau và một mắt gu nhìn khác nhau, thì mình làm sao thì mình làm đúng cái cách là chắc chắn này và hiệu quả. Còn có thể anh em, nhiều anh em không ưng ý với cách này thì các bạn còn chế cách khác. Đấy, mới đầu là mình bắt vào đây này. Đấy, nhưng mà mình là bắt vào đây là mình mở cửa ra nó hơi khó chịu, mình bắt vào xương này thì đẹp hơn. Đấy, bôi keo gọi mình. Cân nhau. Đấy bạn thấy không? Đấy, hai con gái hai bên. Từ từ, xoay một cân. Ok. Đấy, sau khi bắn xong thì mình thêm hai con vít bé vào được nhá. Đấy, có thể là anh em bảo mình là vít bé thì là nó hơi xấu, nhưng mà vấn đề ở đây ấy là mình không muốn bắn rút nữa, vì bắn rút nữa nó lát cái chỗ này anh em ạ. Nó vì diện tích nó bé quá, mà bắn ba con rút thì nó sẽ lát cái khung. Thay con vít này đi, con vít này cùn rồi. Đó vào lốp xe. Khoan đều. Đấy bạn thấy không? Đấy các bạn, lên dung của nó như này đó. Lên rồi dâu là như này các bạn. Đấy, các bạn nhìn ok không? Đấy, qua camera các bạn có nhìn rõ không ạ? Bên ngoài thì các bạn nhìn rõ, nhìn
chợ các bạn đi qua camera hơi bé và nhìn hơi khó. Đấy, nhìn cân nhưng mà nhìn đẹp, cái đồ một con nhìn hơi khô. Chốt nhà này, theo này, xuống đây này. Đấy, anh em nhìn ok không? Đấy, đôi chốt cái nhá, quay kỳ điện, cẩn thận cho bạn thôi. Đấy, tí mình thay con ốc bùng xác vào đây. Con này thì mình không thay được các bạn nhá, mình chỉ để vít bốn cạnh thôi vì có thể anh em bảo xấu nhưng mà vấn đề là mình không bắn ba vít được, bắn ba vít nó toác. Đấy các bạn thấy không, nó sẽ ve vẩy này. Đi nó ve vẩy này. Cái này thì các bạn có thể quệt vào cây cối các bạn vất thoải mái nhé, không sợ đất nha các bạn nhé. Đấy, đôi nó sẽ ve vẩy như dâu không. Đấy, phải à. Ok cho anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái rẻ mình lau qua đi anh em nhé. Rẻ lau qua đi các bạn cho xem. Bài nào mà chế đẹp hơn thì các bạn có thể chế nhá, còn đây là mình làm bài này thì nói chung là nó sẽ là chắc chắn và ok. Còn anh em nào mà có bài nào mà nó bắn đẹp hơn thì các bạn cứ góp ý nhá, thì anh em mình sẽ chia sẻ, vì cái này thật ra thì nó là đồ chế, thành ra đôi khi có những cái bài anh em nhìn có thể là không thích và không đẹp, thì cái đấy là mình xin ghi nhận để ý kiến của anh em. Đấy, ok cho anh em. Rồi anh em nhé, anh em mua đồ anh em ủng hộ mình theo và đúng phụ tùng nhà nước số nhà 110 anh em nhé. Anh em nhớ anh nhà 110 bạn này. Cảm ơn em trai rất là nhiều đấy, em trai đây. Ủng hộ rất là nhiều đồ luôn. Đấy, mở qua trong cabin cho các bạn xem qua nhé.